Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dù chúng ta đang có mặt tại nơi một trong vì nào. Nếu một lần nữa chúc cho tất cả các em, dù chúng ta sẽ có kết thúc gây thăng hoa nhé. Yeah, how do you get through it? It's beautiful tonight, and I can't hear me.
Hold up.
là mắt ai và hai đèn sáng áp nhạc hoa thiên tôi tình yêu xin được tới ngày hôm nay với năm một công viên lao và đi chơi huyết huyết và đi chơi lưu ly xa và xuống ở đây được nhau được sống trong một khoảng cách với cùng để nhớ xin được tới ngày hôm nay với năm năm đường cho tới nay vẫn vất vả cánh tay anh chị em dâng trên đó. Come on.
So much more, you better hit the top of the door.
you watching me. So I in the line on green. We do it all based on me. I got the we're shaking, shaking, selling the big hands up right now. Hold up, guys, what? The same up. The same up. Hands up, hands up. Everybody in the line, let me see the hands up right now. Hands up, hands up. Yeah.
để anh đang bên nhà em ơi. I'm
Vì chúng ta sẽ được quay trở lại với chương chủ đề chính của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay được nâng tên sổ số không tham may mắn với những giải thưởng vô cùng hấp dẫn.
xuống em vẫn đang có ba giải thưởng như mọi khi, một nhất, một nhì và một giải ba. Một giải ba đang có trị giá là 5 bi và một đậu, và một giải nhì trị giá là 10 bi và một đậu, một giải nhất trị giá 10 bi một đậu và một bình pizza. Lúc chơi thì vẫn như cũ, anh em mình cứ order càng nhiều đồ uống thì sẽ có càng nhiều lá phiếu may mắn và sẽ có càng nhiều cơ hội chúng có giải thưởng cho chúng em. Và mỗi con số khi em bóc ra bất kỳ sẽ thôi trong vòng 3 tiếng đến. Và trong vòng 3 tiếng đến này, nếu mà không có chúng nhau, em sẽ là người hủy mã số này đi và sẽ đến với con số may mắn kế tiếp. Và sắp buổi tối ngày hôm nay em sẽ được phép bắt đầu chương trình vòng may mắn. Phân phiếu trên tay của bạn đang sơ. Bạn đi đến vị trí khách hàng nào đó gần nhất bất kỳ, bóc cho mình một con số may mắn ngẫu nhiên đầu tiên. Chúng có giải 3, trị giá 5 viên và một đậu. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Rồi, sắp buổi tối ngày hôm nay giải 3 trên tay em đang cầm đang có con số 0, 4, 9. Nếu một lần nữa em sẽ được nhắc lại giải 3, 5 bi, 1 đậu 0, 4, 9. 0, 4, 9 lần thứ nhất với 0, 4, 9 lần thứ hai, 0, 4, 9 lần thứ ba. Có mà không đúng đúng không? Rồi em sẽ được phép hủy mã số này đi và sẽ đến với con số may mắn kế tiếp ạ. Rồi bạn đưa ai móc cũng được. Giải 3, 5 bi, 1 đậu. Rồi, cảm ơn bạn. Tiếp theo cho buổi tối ngày hôm nay, 0, 7, 4 5 bi, 1 đậu, 0, 7, 4 lần thứ nhất em xem đủ. Em đang sổ giải 3, 0, 7, 4 lần thứ 2 với 0, 7, 4 lần thứ 3. Bạn bắt lên đi. Rồi bắt con phải đi đầy dòng. Ok, giải 3, 0, 2, 1 sau hôm nay lá phiếu may mắn có thể như là không có ai ở lại đến cuối chương trình thì phải 0, 2, 1 lần thứ nhất ạ. 0, 2, 1 lần thứ hai, 0, 2, 1 lần thứ ba. Rồi hủy luôn ạ. Không tiếp như vậy thôi. Tiếp theo 078 078 lần thứ nhất, 078 lần thứ hai. Cô Trang, bữa nay không có anh em nào chung kiếm hết sao được anh? 078 lần thứ ba. Rồi hủy luôn ạ. Tiếp theo 1, 3, 4 ạ. Đó mà rõ mà. 1, 3, 4 lần. Rồi anh trai em xin mời. Phải không? 1, 3, 4 đúng không ạ? Ok, bạn chăm sóc khách hàng, bạn nhận dùm khách luôn. Rồi ai đang giữ bầu trời giải 3 ạ? À? Ờ, đây bạn bạn, bên kia kìa, gần nhất luôn kìa. Rồi, một anh chị may mắn sẽ được hưởng ngày hôm nay đã chúng có giải 3 trị giá 5 viên và 1 đậu. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Giải 3, 4 đúng không ạ? Rồi, ok, cảm ơn bạn. Ủa, 4 xuân thớ. Rồi, giải đi 10 vi 1 đậu. 0, 2, 2 0, 2, 2 lần thứ nhất, 0, 2, 2 lần thứ hai, 0, 2, 2 lần thứ ba. Rồi, hủy luôn ạ. Rồi, bóng luôn đi bạn. Tiếp theo 0, 6, 4 0, 6, 4 10 vi và 1 đậu. 0, 6, 4 lần thứ nhất. Rồi em xin mời anh Tiến và Tiến xin bố số các bệnh nhân tham gia chương trình Super Tổng ngày hôm nay và nhận một câu trời trị giá 10 vi và 1 đậu. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình Super Tổng ngày hôm nay. Rồi anh ơi, mình ở lại đây bóc dùm em giải nhất luôn ạ. Giải nhất 10 vi 1 đậu và 1 bình pizza. Mã số hàng trăm, số 0, hàng chục, số 0, hàng đơn vị, số 1 ạ. 001 001 là con số may mắn cho buổi tối ngày hôm nay chúng mình nhé. Ai, ai ạ? Quá trời. Rồi ai đang giữ câu trời giải nhất ạ?
Rồi em xin mời anh tiến về phía sân khấu mình tham gia chương trình Sân khấu tử ngày hôm nay. Mười viên một đậu một bình xì xa. Cảm ơn ba người chơi đã rất may mắn Sân khấu tử ngày hôm nay đã trúng những món quà trị giá đến từ đoàn thể đại gia đình đội một phút phía nào. Với một lần nữa Sân khấu tử ngày hôm nay xin được thay mặt cho toàn thể đại gia đình đội một xin được gửi với những lời chúc sức khỏe và những lời cảm ơn sâu sắc nhất đến cho toàn thể tất cả các anh chị em nào đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ đội một trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Và tôi hy vọng rằng trong tương lai tất cả các anh chị chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đồng hành và cùng nhau ủng hộ đội một tiếp nhé. Và quay trở lại với những âm nhạc của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, tiếp tục một chương trình hòa nhạc với những giai điệu tuyệt vời của DJ Vinh Vinh và DJ Louis Sa. Hãy ăn đêm đâu. Yeah.
đã nhận được sự kiện năm nay sau tới ngày hôm nay tận được một cốc bia và tôi muốn tất cả anh chị chúng ta hãy cùng nhau vượt qua cả những sóng gió và cơn mưa sau đó để mong một ngày đi trên sự kiện kết thúc và phục hồi lại đàn em đi qua những sóng gió và những chuyến đi bay đầy đam mê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
I'm
làm em tổn thương nhiều như thế nào. Còn anh về đi, có những ngày nước mắt em rơi nhanh từ đâu đây. Là sẽ cha anh mặc kệ tất cả mọi thứ mà chưa em đã chắc đứng dài mình đập ngã như tình là ta sẽ không thể cùng nhau.
Yeah.